Thì mình đánh bắt ở giáp biên luôn vậy anh Sơn. Trường Sa là tính Trường Sa Hòn Sa. Khu vực mình khai thác ở khu vực Trường Sa Hòn Sa là chính hả? Ừ. Gần đảo. Như đây vì đó mình có thấy tàu kiểm ngư đồ của Việt Nam mình ở khu vực biên giới không ta? Biên giới không thấy kiểm ngư gần nhà hàng ở đó nhiều. Kiểm ngư gần nhà vàng rồi. Nếu mà đi khơi xe giáp ranh nữa, hình như một số anh em đó là đi ra ngồi đó cũng còn thấy kẻ tàu của China luôn. Tàu của China tàu đầy. Đó, như là anh Sơn nói nè, tàu của China là đầy ở ngoài biển luôn em. Đó, thậm chí nó khai thác lấn qua cái vùng biên luôn. Những cái vấn đề mà liên quan tới nhạy cảm về quân sự thì mình ít khi nhắc tới trong video, mình nói thoáng qua cho anh em xem kênh nghe một chút thôi, bởi vì những cái chuyện đó là nó ảnh hưởng nhiều thứ, cho nên là khi mà đá động tới những cái chuyện đó nhiều á thì cái kênh của mình sẽ bị cái sự quét đó anh em, bị sự quét là nó sẽ dập kênh ngay. Đây anh em, bữa nay mình xuống mình quay buồng máy của một ghe khai thác cá ngừ đại dương chuyên đi các cái vùng khơi xe. Đây là ghe của anh Sơn. Ghe của anh Sơn ở Phú Đông anh Sơn. Phường 6, ghe anh Sơn ở phường 6 anh em ơi. Đây mình quay cái máy Cumin 500 cho anh em xem nha anh em ơi. Cumin N14. Máy rất là đẹp. Lúc nãy là cái máy nó đang trầm bạc do anh Sơn ảnh đang sửa sang ở phía trên á, sợ bụi rồi nó rớt xuống. Anh Sơn ảnh cho phép mình quay nên là xuống mình quay khoang máy ở dưới này, trang bị điện cũng rất là sáng cho nên quay nó cũng thoải mái. Nè, máy Cumin 500. Mình dỡ cái tấm bạc ra là mình dòm vô cái máy này, mình thấy rất là thích cái máy, bởi vì cái thiết kế của cái máy á nhìn nó vuông vắn và nó rất là đẹp. Còn nói về những cái cấu tạo bên trong thì anh em làm nghề biển thì thích máy nào thì chạy máy nấy vậy thôi. Cái thiết kế của cái mà riêng mình là mình thích những cái thiết kế nó hơi vuông vuông á, chứ còn những cái dòng máy nó thiết kế nó hơi ba tròn thì nhìn cái máy nó không có cứng. Bởi vì mình cũng sử dụng tàu thuyền cho nên đi quay còn rất là nhiều máy. Đây, dòng máy Cumin nó ra cái bô xẻ rất là gọn anh em. Cái bô xẻ này, rất là gọn. Đây, hộp số này anh em, hộp số mấy tua anh Sơn? 3 tua rưỡi. Hộp số 3 tua rưỡi chạy tay mét mấy thôi? 3, 4, chạy tay mét 3, 3, 4, 5. Đây anh Sơn thuyền trưởng đang ảnh làm mấy cái co dầu để nối chuyền giữa các cái phi dầu á, bởi vì những cái ghe mà đi đánh bắt xe bờ như anh Sơn á thì phải ở trên ghe lúc nào cũng chuẩn bị cái lượng dầu rất là nhiều. Khác với những cái ghe thì như mình thì đi đánh bắt ở tầm lộng gần hơn thì mình re vô thường xuyên hơn. Còn những cái ghe tàu với anh Sơn á, thì ảnh đi nhiều khi kể tháng, hơn tháng mới vào, thì có lèo, những cái lèo gần nhất thì dưới một tháng đó. Đó, anh em thấy ngư dân chưa? Ngư dân rồi ở biển thì đánh bắt vươn trải đủ mọi thứ. Về nhà thì ghe làm thì anh thuyền trưởng anh cũng xuống, anh kia cũng anh cũng làm rất là nhiều thứ. Bởi vì những cái thứ nói chung là những cái công chuyện trên ghe thì đa phần những anh em khác thì họ làm cũng được, nhưng mà mình một số chuyện á thì nói chung là mình hay kiểm soát ghe máy, nên là mình biết cái chỗ nào nó bị phần nào. Đa phần những cái chuyện cần sửa sang thì đa phần là chính từ bản thân mình làm là nhiều. Cho
nên là mình quay về cái kênh Bố Về Đi Biển, mình quay về cuộc sống của những người cha, những người anh để chọn nghiệp biển, thì sẽ ghi lại những cái khoảnh khắc, những cái thước phim mà ví dụ như ở nhà, những thành viên ở nhà thì ví dụ như vợ ơi thì không biết, có thể là biết chồng đi biển như vậy nhưng mà cũng chưa biết là ở ngoài biển là công chuyện làm nó như thế nào, hoặc là sau này các cái thế hệ như con cái anh Sơn đồ không đi biển á thì cũng hiểu được cuộc sống của cha mình, anh mình ở ngoài biển này phải làm, phải bươn trải rất là nhiều để mang về cái kinh tế cho gia đình. Đây ở trên ghe thì trang bị hai cái bơm ray để hút nước trong ghe này. Hai bơm ray đúng không anh Sơn? À, bên ghe của em cũng hai bơm ray là máy hai bơm. Dạ. Hai bơm ray nó khỏe lắm. Hai bơm ray có cái nào trở ngại mình kiểm tra không kịp thì có bơm kia nó hút. Nhưng lèo đi là mình lấy bao nhiêu dầu với là mấy trăm cây đá anh Sơn? 700 đá, 6.000 lít dầu. 6.000 lít dầu, 700 cây đá. 6.000 lít dầu, 700 cây đá là 700 cây đá đôi anh em ơi. 6.000 lít dầu là mình tính sơ sơ là 6.000 lít dầu thì bây giờ dầu 12 năm rồi, 6.000 lít dầu là gần 75 triệu. 700 cây đá là đá xuống tại ghe thì cho đá 26 thì 100 cây, 1.000 cây là 26 triệu rồi, thì 700 cây là nó gần 20 triệu nữa, thì tính đá với dầu không là nó để gần 100 triệu anh em đó. Đá với dầu không thì 95 gần 100 triệu ơi, chưa tính các cái khoản chi phí mà anh em ăn uống ở trên ghe đi trong một tháng trời đó. Rồi có những ghe thì anh em đi ăn chia, có những ghe thì anh em đi theo tháng, cho nên là kinh phí mà đỡ ra một chiếc tàu thuyền mà câu cá ngừ đại dương Ninh Sơn rồi hoạt động á thì cái kinh phí nó phải hơn 100 triệu, nó phải dao động từ 150 triệu đổ lại à. Chưa nói những cái trang thiết bị mà mình đi đi xe anh em, trang thiết bị mình đi xe mình mua để mình dự phòng rất là nhiều. Mình đi theo bổn đạo với anh Sơn, đi theo tập đoàn của anh em ra vì đó ghê rồi cũng đông nha. Là chủ yếu Trung Quốc nhiều, Việt Nam bao nhiêu? Nó vì đó nó cũng đi đánh bắt hay là nó đi hình thức đánh bắt trẻ hình anh? Nó đi dạo hay cho nó muốn gì đâu? Giả kèo đó, ra đó giả kèo đó. Em thấy giả kèo mà giả kèo tàu sắt. Dài 50 mét không biết đâu. Đúng rồi, dễ kèo tàu sắt. Dài như anh Sơn nói là dễ kèo tàu sắt là dài cỡ tầm 50 mét á. Đó. Rè đó tàu đúng. Rè vì đó anh Sơn nói rè đó là tàu dễ kèo của China rất là đông. Nhưng mà nghe anh cỡ lại là tàu dễ kèo đa phần họ đi trên cái hình thức mà đi dạo anh em đó, đi dạo đi đánh bắt với hình thức có lợ chứ không phải như những cái ghe tàu như anh Sơn đi ra tận biên giới, ra tại những cái vùng giáp ranh, những cái vùng mà được sự cho phép của hải quân Việt Nam nằm trong khu vực khai thác, và khai thác rồi mang cái lượng cá ngừ như là tại Việt Nam. Thì ở đây là những tàu khai thác của phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thì như anh em biết là tỉnh Phú Yên á, là tỉnh mà có cái sản lượng cá ngừ hàng năm là nhiều nhất cả nước. Nhiều nhất cả nước, nhiều trùm cả khu vực miền Trung và trùm cả nước luôn anh em. Cái máy Cumin 500 á, ở trên này sơn mấy cái nắp màu đỏ nhìn ngầu quá, đẹp quá. Đây hộp số ba tù nữ, thấy hộp số dữ nhanh.
như thường thường mình đánh bắt một lèo vậy là vô là khoảng tầm bao nhiêu con cá ngừ là mình đủ tổn? 45 con là con bao nhiêu ký? Trong bình là 40 một con tầm 40 kg là 24 con là 10 con là 4 tạ, có nghĩa là nếu mà đi đánh bắt cá ngừ mà đỡ đủ tổn á, mình nói ở đây là đủ cái chi phí là phải là 1 tấn cá ngừ đó, cứ con Nhân Sơn nói là 40-50 kg á thì tầm 25 con là mới đủ cái chi phí cho anh em. Thì như khi mà mình đủ tổn rồi, thường thường là mình đi nó tầm nó dao động cái con số mà mình khai thác là tầm bao nhiêu con anh Sơn? Đủ tổn hả? Ý là dư hả? Dạ dư, mà cái con số trung bình mình đi khai thác á. Dư có gần 30 con lên chứ. Làm 30 con, ý là mỗi lèo một lèo mà mình đi vô thường thường mà có ăn á là tầm 40 con đổ lại không? Có 40. Dạ. Em nghe nói là trên bữa giờ cũng lâu rồi, nghe nói là cái cách bảo quản cá ngừ á, mà nó có nhiều cách bảo quản để cái chất lượng cá nó cao hơn, thì như mình bây giờ mình cũng bảo quản theo kiểu truyền thống, nhưng mình có bảo quản theo kiểu cách mới như ta? Đó là do nhập cái cho nó cài cỡ cái máy gì đó, mình mới bảo quản cái máy bắt cá gì đó đủ loại rồi, nó bảo quản mình đó cực lắm. Dạ. Nghe nói bảo quản một con cá cỡ đó nó khó lắm. Giá cá thì nó thấp. Bảo quản đó là bảo quản đó phải sốt sáng chị vô vậy đồ, thì nhiều khi cái giá nó cao mà số lượng nó ít thì nó cũng vậy. Cái mùa khai thác chính của mình là từ tháng mấy tới tháng mấy đây? Tháng 11 tới tháng 6. Nhưng bây giờ là mùa thấp điểm nè. Thấp điểm là đứa mà. Bây giờ là mùa thấp điểm cho nên là những anh em khai thác cá ngừ đại dương á, Nhân Sơn rồi thì kéo ghe lên làm nước để sửa sạn ghe tàu. Mình đi mấy ngừ anh? Đi 5 ngừ. 5 ngừ. Anh em Minh Sơn đang làm dây dầu nó thông qua hai cái bồn lọc này. Đó. Cái tục bô đây kia nó có cái ống thông gió to dữ gì nè ta. Cái dòng giang me đó nó đâu có bự cỡ vậy không? Nó nhỏ, nó bọc xuống, nó làm mình không, nó nhỏ. Dạ. Ống lấy gió dữ vậy. Cuvin 500 một tục bô nha anh em. Máy này mình thấy rất là mới, bởi vì mình dòm vô cái bô lửa nè. Thông thường là chạy mà khi cái đồ nóng á, là cái bô lửa nè anh em, nó sẽ cháy dợp ở phần bô lửa này nhiều. Máy này còn mới, rất mới luôn. Thì đa phần là anh em xài là sử dụng máy bãi là chính nha anh em, bởi vì những cái máy mà nguyên kiện mà đóng thùng từ bên Nhật về thì những cái tàu dự án á, thì họ mới mua những cái máy thùng, bởi vì dự án là chúng ta phải bắt buộc phải mua máy thùng, họ mới làm giấy cho phép chúng ta giải ngân. Còn những cái máy như những cái tàu thông thường á, thì đa phần là anh em hầu hết là mua máy bãi hết, cũng ai xịn quá thì cũng mua máy thùng. Nhưng mà máy bãi thì ở nhiều Việt Nam mình xài cũng rất là lâu, không xi nhơ gì hết. Anh em biết cái công nghệ của người Nhật rồi đó. Thì đây là Cumin, là máy của Mỹ. Mỹ với Nhật về xài thì không trật đi đâu hết. Những cái máy này mà thường thường là chúng ta mua máy bãi gì, một số anh em thì đỡ xuống chạy luôn, chỉ sửa sang xúc tẹt bo bét dầu rồi này kia là đỡ xuống chạy thôi. Một số anh em thì kỹ hơn, thì vì anh em còn sửa sang hay là tháo ra để chè rửa hết tất cả các phụ tùng bên trong. Còn số anh em thì mua gì thì xúc sạch sơ đỡ xuống chạy.
chị để đời luôn. Thì chúng ta mà đi mua máy á, mà nếu mà gặp những cái máy mà nói chung là ở bên đó họ cũng tu bổ rồi á, thì chúng ta vừa chạy được vài ba năm nữa thì chúng ta tu bổ xong. Còn có những cái máy thì nói chung là họ chưa có tu bổ anh em, bởi vì bên đó bên Nhật với bên Mỹ rồi nó xài máy không giống như bên mình. Nó xài tới cái thời điểm là họ bắt buộc phải bảo trì máy, còn bên mình thì mình xài mình định hướng mình đo theo cái kiểu cảm nhận của mình á, cộng thêm cái thời gian mình sử dụng thì mình thấy nó hơi quá sức chịu đựng rồi thì mình mới làm mới lại cái máy. Bởi vì một lần làm đồ thì nó cũng rất là mắc, vài chục triệu. Có những máy làm đồ tầm 50 triệu đổ lại, như những cái dòng máy giang me đồ thì làm lần làm đồ nó rất là mắc. Còn những cái dòng máy của Min đây mình chưa quay sử dụng. Mình sử dụng Min này là đồ đơn giản 50 triệu, 40 triệu, 50 triệu cho lên mắc đồ mắc. Của Min cũng làm đồ mắc lắm mà anh. Nó mắc hơn giang me. Ồ vậy hả? Gặp đầu gặp ba. Dạ. Anh Sơn nói là những cái máy của Min nè, mà mỗi lần mà làm đồ thì thường thường mà những anh em sử dụng cái máy này khoảng tầm phải 4 năm mới làm đồ một lần, anh em nào cưỡi hơn nữa là 3 năm hoặc là hơn nữa. Còn nếu mà chúng ta thấy sử dụng được thì chúng ta cứ sử dụng thôi, bởi vì tùy theo cái tần suất mình sử dụng nữa. Như anh Sơn nói là như cái máy của Min của anh lần lần làm đồ là phải tầm 45-50 triệu. Mình nghe em nghe nói là cái dòng của Min là cái bộ dầu và nó khó à anh Sơn? Kiếm dầu chạy dầu cho kỹ, bộ lọc dầu rồi cho kỹ, khi là dầu đồ phải sạch. Dòng là kiếm dầu, nghe mấy anh em thầy thợ là cũng phản hồi là lần chỉnh dầu canh dầu là cũng mệt lắm. Nhưng mà nay nhờ cái là bà con làm ghe tàu đông á, mọi người sử dụng bây giờ nó cũng đại trà, cho nên là những cái điểm nào mà những cái nhược điểm nào là đa phần thầy thợ bây giờ họ khắc phục cũng rất là mau lẹ. Bởi vì đi những cái tầm xe như anh Sơn đây là máy móc các cái đồ ngờ là nó phải đảm bảo hết. Như mấy cái cục đờ đồ này anh cũng chuẩn bị cục dự phòng đồ hết chưa? Cái cục đờ của cái máy Cung Min nè đó, đờ anh Sơn rất là kỹ ha. Ghe ảnh cabin là cũng rất là kín, mà ở khu vực này lấy cái bịch bong bóng bỏng lên che lại nè, bởi vì không có gì cái bằng cái sự lo lắng mà anh em đi biển sẽ hiểu. Bật chìa khóa lên mà nghe cảm giác không in đông đông rau này là lay quay với cục đờ là kiểm tra tứ lung tung hết á. Bởi vì thường thường là những cái phần này là nếu mà nó có bị chạm hay bị hư thì đeo phần nó không đơn giản, nhưng mà chung mà ở biển thì mấy đờ là bắt buộc phải nổ. Nhưng mà khi không nổ thì chúng ta phải kiểm tra tứ lung tung, từ ổ khóa tới bình tới cục đờ này kia đủ thứ. Đúng là cái dòng máy Cumin này nó cũng khác thiệt, bởi vì các cái đường dây ống dầu sẽ nó đơn giản như ta. Ở đây sao em thấy có hai cái ống dầu này đi qua bên đây vậy nè. Anh em có những cái điểm đặc biệt mà nãy giờ mình quên quay cho anh em xem, thì thông thường những cái dòng máy khác á là nó tới 6 cái co dầu và bơm vào trong 6 cái lốc máy rõ ràng. Nhưng mà ở đây cái máy của Min là ở đây mình chỉ thấy hai co dầu ở tại ngay chỗ cái bộ phận của cần ghe. Đây là có cái đầu bơm, đây là nó bơm lấy dầu luôn, là cái đầu bơm chạy bằng dây cua rua nhuyễn nhuyễn. Đây là cái bơm dầu hả anh Sơn? Đây nè cái đó nó trộn, vừa trộn mà vừa bơm luôn.
bơm trộn nước ngọt, nhờ bơm luôn bơm trộn. Cái này là Sơn nói là nó vừa bơm trộn cho nước ngọt mà vừa bơm dầu luôn. Đây có chữ cumin nè anh em, nó cumin đọc theo đúng của Mỹ là cumin, nhưng mà về Việt Nam mình là đọc cho nó gọn nhẹ là cumin vậy xong. Nó để bạn hiểu rồi. Dạ. Đây nè, cumin N14 dập mạc đẹp ghê. Làm cái bình nước ngọt nó đẹp đó. Đây nè. Đây mấy nó dập cái hiệu logo của cumin. Ở đây B khớp lắp, mỗi lắp đôi nha anh em. B khớp lắp là thành 6 máy. Cấu tạo cái dàn ống dầu, và nói dàn ống dầu nhiều chút xíu. Cấu tạo của cái dàn dầu nó một số anh em phản hồi nó khó bởi vì nó quá đơn giản. Đây, chỉ có hai cái đường ống dầu này nó sẽ đi ra sau và nó bơm vào trong cái khu vực phía sau của cái máy này. Đây, bơm vào trong khu vực phía sau của cái máy và nó sẽ tự phong bổ cho 6 cái lắp máy luôn. Đúng rồi, bởi vì nó đơn giản, nó khó là nó khó ở cái chỗ này đây. Dầu nằm ở trong. Dạ. Cái dàn dầu thì nó nằm ở lại phía trong cái thân máy lại. Còn những cái dàn dầu của những cái dòng máy khác, đại loại là những cái dòng máy khác là nó sẽ nằm phía bên ngoài, là 6 cái co dầu nó sẽ bơm vào trong 6 cái máy, cho nên là khi trục trặc hay trở ngại gì đó là anh em thầy thợ là kiểm tra nó rất là đơn giản, bởi vì cái máy nào nó ra cái máy đấy. Còn đây cái dàn dầu của cái máy cumin này, anh em thấy rất là đơn giản, cái máy nó cũng gọn anh em, máy rất là tươi vuông quắn rất là gọn đây, chứ nó không có bành chành đây. Nó tại chỗ cái bộ phận ổ bơm dầu thích hợp luôn, kể cần ghe đây. Nghe đây có cái cần inox đây là nó gạt cái gì vậy anh? Dầu ạ. Dầu là cái cần đây đỡ làm gì? Đừng có đẩy cái dầu chạy. Dạ dạ. Ý là khi hình như là tắt máy là mình phải khóa dầu lại ha? À, đẩy xuống. À, tắt máy là mình... À, cũng như là cái dòng máy cumin là khi chúng ta tắt máy là chúng ta phải khóa dầu lại. Và khi chạy là chúng ta mở dầu ra. Là cái đó là đỡ sao à anh Sơn? Ừ. Ý là cái đó là gọi là mở dầu hóng dầu vậy thôi. Ý là sao mà những cái dòng máy khác nó không phải vậy, mà dòng máy này là đỡ mình cumin máy nào cũng vậy đó. À. Nó khỏi hụt dầu à? Không phải. Mình muốn tắt thì hóng dầu lại. À. Muốn nổ dầu lên. À vậy là cái cần này là cái cần đóng dầu hay là cái cần đỡ tắt máy? Đóng dầu tắt máy luôn. À rồi. Nhưng mà nó thiết kế qua bên ngoài, nó thiết kế ra bên ngoài một cái biết độ này. Còn những cái dòng máy khác là cái sợi dây tắt, gọi là cái cần tắt, nó cũng nằm ở khu vực này, nằm ở khu vực ghe. Nhưng mà khi kéo là nó tắt, nó cũng gọi là khóa dầu. Nhưng mà cái này mình anh Sơn, do anh Sơn ảnh thiết kế bằng một cái cần inox quá bài bản, cho nên là mình thấy là sẽ còn cái này anh em xài máy này rõ. Hai cần dầu rất đơn giản. Ở đây có cái ống dầu dìa nè anh em, ống dầu dìa nè. Sáu ngàn lít dầu mà anh chứa khu vực nào đâu? Ở đây em thấy cái máy phi ra. Thấy mà. Phi. Có hết chưa gắn. À, phi đem ra ngoài hết rồi. Ngoài bỏ hầm hết rồi, đâu làm cái nào cắt mở cái này. Chè rửa sạch sẽ rồi cốc rồi làm nước xong rồi gắn lại. Đó nhập tại bên Mỹ. Nè anh em, đây mình quay cho anh em xem tiếp tục một cái máy nữa trên tàu cá Quảng Sơn. Một ngư dân ở phường 6 thành phố Tuy Hòa. Thì trên tàu Quảng Sơn thì có trang bị thêm cái máy Isuzu của Nhật
rồi máy này dùng đỡ máy chạy điện thắp sáng anh em. Đó, mình vô một cái điểm mới dễ dàng thấy luôn nè, ở mấy dòng máy khác ví dụ như cái máy Isuzu nè, nó có 6 cái cần dầu nè anh em. 6 cần dầu nó vô trong 6 cái máy. Đó nè. Đó, một cần dầu ở đằng sau này, 1 2 3 4 5 6 dòng Isuzu. Cái này Isuzu mấy trăm anh Sơn? 206. Isuzu 206. Isuzu 206 thì sử dụng cho ghe 14 mét thì nó chạy cũng bé cháy rồi. Máy này máy dùng đỡ chạy điện thắp sáng. Máy này máy máy Nhật anh em. Kia là cái Comin là máy Mỹ. Đó, giống như hồi nãy mình nói là ở biển mình xài hai cái thương hiệu Nhật với Mỹ là bớt suy nghĩ. Bớt suy nghĩ nhưng vẫn còn suy nghĩ nha anh em. Không có cái gì mà đem xuống ở dư biển này mà nó chịu đời nổi những anh em ngư dân Việt Nam hết á. Bởi vì đa phần là giống như mình nói là đa phần là chúng ta xài hàng bãi thì nó cần thiết tới đâu thì chúng ta xử lý tới đó, chứ không phải xài hàng thùng. Mà đôi khi những cái máy hàng thùng, những cái máy hàng thùng như mấy tàu dự án, mình có đi quay một số tàu dự án là mấy thùng mua về là vẫn bị lỗi nha anh em. Lỗi mình sửa tới 500-600 triệu luôn á. Mấy cái máy, bởi vì mấy cái máy gần 1000 mã lực của những tàu dự án như Kê Tẹt nè, Giang Me nè. Giang Me thì mình chưa nghe lỗi, nhưng mà nghe có lỗi giờ Kê Tẹt sửa tới 500-600 triệu. Bởi vì cái dòng Kê Tẹt là cái dòng phun dầu điện tử. Anh em bữa giờ chạy xe là nghe phun xăng điện tử rồi, xuống dưới biển là nghe thêm chữ phun dầu điện tử nữa nè. Đây đó, nghe đang sửa sang cho nên là bụi nó rớt xuống quá nhiều nè.